Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào mời bạn đã đến với kênh Anh Ba Phải. Thôi mày khỏi nói con đi, hôm nay mình làm series trò chơi chứ gì. Không phải. Không lẽ sinh tồn? Vẫn không. Hả? Còn series nấu ăn cuối cùng nè, chắc là không phải. Cũng không luôn. Chứ mày định làm series gì? Nó rồi đã không biết điều gì để tao nói cho mình nghe. Đúng quê, đúng rồi. Thì hôm nay anh em mình sẽ quay lại một cái series mà anh em mình đã lãng quên khá là lâu rồi. Sao anh em biết series gì không? Dạ, hôm ấy mình nói luôn đi được không? Đứng nãy giờ cũng lâu rồi, chị mỏi chân quá. Ok chị, ok. Thì hôm nay tôi sẽ cho anh em là series Người Cuối Cùng. Series lãng quên. Ông định làm series Người Cuối Cùng gì ạ? Tôi hả? Thì series Người Cuối Cùng á là nó nhiều cái lắm, như là Người Cuối Cùng còn đu dây điện nè, Người Cuối Cùng còn lặn lâu nhất nè. Lặn hay á, bây giờ mình ra biển đi, thi ai lặn lâu nhất đi, được không? Em nói vậy thôi chứ lặn 3 ngày nó mới nổi đó chị. Bỏ mấy cái series vô chi đó đi, nói thì nói vui vậy thôi. Mà ngày hôm nay tôi sẽ cho anh em làm Người Cuối Cùng còn ăn. Mà cái gì mày? Ăn cái gì nữa? Ừ. Ăn gì? Ăn cái gì á thì đi ra chỗ đó đi rồi biết. Let's go. Let's go. Đó anh em ra đây. Ồ. Thấy gì chưa? Ngày hôm nay anh em mình sẽ thử thách ăn chè nha các bạn. Thì hồi nãy là mình dự định là cho mấy anh đi này ra quán chè để ngồi thi thố với nhau ăn luôn. Nhưng mà quán khá là đông khách cho nên là anh em mình đem về nhà luôn nha các bạn. Sao? Chị có đi. Mày nói nữa. Làm như mới lần đầu tiên được nhìn chè chứ. Số lượng okay. Nhiều khác luôn. Thì ngày hôm nay chị quản gia sẽ là người đứng ra làm trọng tài cho tụi em thi thố. Và giải thưởng lần này chị đưa ra đi 1 triệu nha. Ui dạ. 1 triệu Đúng rồi, giải thưởng nhỏ thôi. Bởi vì cái này cũng dễ mà. Dễ mà. Ok, vô vị trí, chị vô. Nhà ơi, bây giờ mình nói luật chơi cho mấy bạn biết đi. Em sẽ nói luật chơi cho mấy bạn biết và cả chị biết luôn. Để hồi có gì còn bắt tôi kia nữa. Ok. Luật chơi như sau. Thì mỗi vòng thì mình sẽ lên từng cấp độ nha các bạn. Cấp độ ở đây là như thế nào? Vòng 1 thì mình 1 ly là 1 người, 1 ly 1 người. Vòng 2 mình sẽ nâng lên 2 ly 1 người. Vòng 3, vòng 4, vòng 5 nó cứ tương tự lên rồi, vậy. Sẽ khó dần lên đúng không? Đúng rồi chị. Chị hiểu chưa? Hiểu rồi, chị hiểu rồi. Ok. Nhớ chăm chút nhiều xíu được. Vô chị. Bây giờ mình sẽ chiến nha. Sao? Các thí sinh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ mình bắt đầu nha. Chiến. Vô. Giờ chị sẽ đổ chè cho mấy đứa nha. Ồ, nó ngon kìa. Sao? Mấy đứa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Quá để nhiều. Thấy nô rồi đó. Mẹ chị ngon thèm lắm rồi chị. Để được cuộc thi này được công bằng thì chị sẽ quy định thời gian cho mỗi vòng thi là 5 phút nha. Wow. Nếu trong vòng thi đó, trong vòng 5 phút các bạn không ăn hết chè thì sẽ thua cuộc nha. Các sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, bây giờ chị sẽ bấm giờ nha. Rồi bấm đi chị. 2 3 Vô. Vô. Nhanh vậy đi. Trời ơi. Yêu một đi. Trời ơi, đúng con thiệt luôn nha. Trời đánh người tôi thôi. Ôi, quá dữ rồi. Vòng bắt mới có vòng 1 thôi mà các thí sinh sung sức quá nha. Ăn nhiệt tình. Cho cảm nhận đi Nhã. Sao Nhã? Sao hả? Ôi trời, mời bạn ăn chè với mình nha, ăn 3 tô cơm luôn này. Mới vòng 1 thôi. Mỗi người cơm luôn mà các bạn. Mới vòng 1 thôi. Mời các bạn ăn nhãn nha. Ăn nhiều tình lắm nha. Trời ơi trời, 2 phút rưỡi rồi, nhà sắp giành chiến thắng rồi chứ ơi. Qua cố lên. Dữ không Hải? Trời ơi, quá dữ rồi. Hai cô nương kia ăn cũng không kém nha, ăn nhanh không kém luôn á. Ôi ôi, quá dữ rồi. Lẹ chứ sao vậy? Nhiều, nhiều. Phải tính, phải uống, phải ít nước. Dữ hả? Để không ít nước mới tính nha. Thế là vậy. Trời ơi, nhà thắng nha. Chồng một nhà thắng rồi đó. Em nữa. Em với nhà chung hả? Em nói mà chị quên em hả? Chồng một. Bi xin lẹ ăn lẹ. Làm gì để uống kiến mày? Làm gì mày? Tao ra điểm cỏ mà. Tao làm điểm cỏ lắm, nhưng cái tao. Mày mày tao điểm cỏ mà. 3 phút rưỡi rồi nha. 3 phút rưỡi. Thấy không? Lẹ đây coi đâu rồi em ơi. Ăn xong rồi nha bạn. Quá ngon quá no. Người thứ ba là ai đây? Hảo Hán, người thứ ba nha. Hảo Hán chú em. Ủa ông Hòa ơi, còn 1 phút nữa nè. Mắt con còn cười còn rồi. Hay quá. Hay. Còn ngon chứ không? Trời ơi, dòng 1 mà ăn về thì dòng 2, 2 tôi thì sao? Luôn đi. Chỉ còn vài giây nữa thôi nha. Ủa lên lên nói. Lẹ nhanh. Đúng. Hay quá. Rồi rồi. Bao nhiêu nữa? Còn 20 giây nữa. Đi. 15 giây. Thôi nha, 10 giây nè. 10 giây nữa nè. 10 giây. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Quá rồi. Hết rồi. Giờ chúng ta sẽ bước qua vòng 2 nha, thì sẽ tăng cấp độ lên là 2 ly nha. Mấy đứa còn đội nữa không? Dạ đội. Mới vòng 2 thôi mà đúng không? Vô luôn đi chị. Rồi, vòng 2 bắt đầu nha. Gì dữ mày? Chưa mà. Vòng 2 thì rằng nó 2 ly nhưng mà mình vẫn phải ăn 2 ly. Đúng rồi. Người ta vô mặt. Vô mặt đâu. Não nó vậy? Thử giống bạn không? Mình là người bình tĩnh, không nên ăn hết sắp. Bởi vì á. Tao đã dạy biết bao nhiêu lần rồi. Ăn phải lịch sự giống tao vậy nè. Hay đó quà. Đó. Đây mấy cái gì? Cái gì chắc anh nói. Mày còn thì kêu gì đó không mày rút ra luôn đi. Mình sẽ kêu gì mình rút hết luôn đi. Hết rồi. Chè này ngon lắm nha các bạn. Có topping là mít nè các bạn. Ngon lắm, ăn thử nha. Rồi ăn đi đừng dùng gì. Có mít nè. Hảo Hán này tính ăn gian nha mọi người. Em gian nào nha. Ăn dùng gian phụ đúng không? Mình có ăn topping trước. Trời thấy ngon quá mời chị mà. Mình tin nhận em quá. What? Gì vậy? Gì vậy? Má nhập cái gì vậy? Ngon quá. Ngon quá. Cái gì tới? Cái 2 phút chưa qua nha. Còn 3 phút nữa thôi cố lên. nhiều nha. Ôi nè, đang chị anh ba đi đâu hả? Đang đi mà. Chị không biết gì hết trơn, mình đi vậy á để cho nó xuống, không rồi mình ăn. Trời trời. Đó cũng là một chiến lược mà. Có xuống không nè? Có xuống không mà thấy cái tô còn nguyên trời. Xuống lỗ á. Về chỗ ăn dùng đi em ơi. Chỉ còn 1 phút rưỡi thôi nha. Trời ơi trời. Cái gì nhanh dữ hả? Cái quà. Trời ơi là cái quà. Vừa mới đó rồi. Rồi rồi, tới cũng vậy. Ai? Trời ơi. Ăn một mẹ luôn rồi. Chứng minh năng lực là vừa khỏe đó. Rửa đất lên chè. Sao ghẻ? Ai ghẻ? Dạ, ngon quá chị ơi. Đây, một mấy tao đút mày đút cho tao đây. Hai thằng qua tao tay. Đổi tay. Đúng rồi. Còn có nửa giây nữa thôi nha. Đúng rồi nha. Tao mày đổi tay đi. À, ok. Ok. Ủm, em ăn. Mày đút tao, tao đút mày. À, ok. Ăn. Đúng trời. Chứ trời. Còn rồi ra cạo cái tô rồi. Ăn rồi. Sao vậy? Em cạp vô tô. Trời chém mày chém con. Trong đây chắc được 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hết chưa? Không ai. Ai hết? Camera có bằng chứng nha các bạn. Hai nè, hai nè. Rồi, anh ba nè, rẻ nè, Ngân Nguyên đâu rồi? Em muốn cuộc bước ra. Xin mời, xin mời anh nha. Trời ơi, không thể ăn nổi rồi. Quá ngán, quá lo. Đã bước qua vòng thứ 3 rồi các bạn ơi. À, còn 4 thí sinh còn lại ở đây thì không biết có thí sinh nào muốn từ trần từ bỏ cuộc chơi trước không? Có chị, bây giờ chơi phát một luôn coi nào bỏ nè. Rồi bắt giờ chị nói bây giờ á 3 ly là ngán rồi đúng không? Ừ. Tới đi thêm 3 ly nữa nè. Nếu mà muốn bỏ thì bỏ trước đi nha. Ở chị cái này có cho lên thời gian không chứ 3 ly là hơi lâu à. Nếu mà vậy nếu mà như không 5 phút không thể nào ăn hết 3 ly thì chị sẽ lên 1 tiếng. Đi rồi, tiếng đâu tới chiều hay gì? Ok, 10 phút đi chị. 10 phút nha. Ok. Rồi, chị đúc. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vòng 3 nha, 10 phút. Dạ. 10 phút bắt đầu. Đây mẹ em cái giá gì đó. Giá gì? Giá cành á. Trời. Cố lên đi. Cố lên nè. Cố lên. Đây là bạn tranh tài giữa anh Hảo Nhã Ngáo và Thượng và Anh Cấp. Thì tôi thấy có một số liên ti răng ra bàn. Thì mời quý vị hãy ăn từ tối lại một xíu để cho sự gì cái gì ăn ăn sao lại không múa? Múa đi chứ, múa đi. Sao lại không múa? Anh ăn thì vui lòng phải bắt cảnh sát vào để nước mắt nó chảy xuống nha. Dạ ơi. Ờ mấy bạn ơi, thì chưa đầy 5 phút nữa thì mấy anh em này ăn rất là nhiệt tình nha các bạn. Đẳng chưa gì hết là mình thấy ăn topping quá trời rồi. Thì hôm nay mình cũng nói luôn là cỡ nào cỡ thì cũng chung tiền cho 4 thanh niên này nha các bạn. Thì nào là tiền chè nè, tiền điện nè, rồi tiền nước nè, tiền nước đá rồi hôm nay chị Ngân chịu hết luôn nghe bạn để chung tiền cho 4 thanh niên nè. Chị Ngân ngoài thì cũng buồn lắm nha các bạn. Chắc giờ móc hỏng mấy thanh niên này ra để do mấy thanh niên này khỏi chung giải rồi nha các bạn. Nói gì mày? À, tiếp đây, nó chơi á. Cố lên nào. Cố lên nào, đừng có cái giải này. Cố lên. Để chị phỏng vấn. Quá. Cầm này cho chị cầm. Chắc là phút mà. Cho chị. Cho xe này hơi ngọt nha bạn, tại vì bạn Hảo kìa. Bạn cốt đậm đặc nha, tại vì nếu mà đổ đá nhiều quá thì nó sẽ bị lạc ra nha, nên là chè đậm đặc, ăn hơi ngọt hơi sặc nha. Cho chị cảm nhận em. Dạ chiến thôi không làm gì ạ. Hôm nay sao cảm nhận cuộc thi hôm nay sao? Thấy thử thách này quá dễ dàng không bao giờ thua được. Vậy hả? Quá dễ wow. Quá dễ thì ăn cái tô đất là sắp rồi. 1 triệu đồng đang chờ em nha Hòa. Rồi Ngáo. Ngáo sao rồi Ngáo? Chị thấy em không ổn rồi. Chị thấy em không được ổn rồi đó. Sao em? Nào, nào, nào. Trời này quá dễ. Quá dễ mà sao chị thấy cái mặt em không ổn tí nào hả? Bình thường mà em, bình thường mà. Ủa đó nha em. Em nghĩ chị nên không nhớ theo. Gương mặt này lúc nãy chị đã bỏ qua bởi vì là thấy là đang gọng hai cục. À, khuôn mặt sao khá là không cảm xúc luôn. Sao hả? Không. Sao? Ngon được không? Ngon hả? Ừ. Ngon mà tôi ấy. Ngon mà nhẹ ra không à? Thấy ngon mà nhẹ ra không à mấy bạn ơi. Tình nào đi ti quá trời luôn nè. Mình giữ vệ sinh an toàn thực phẩm giùm chị cái. Thấy khùng quá không rồi. Đẳng cấp sao? Trời ơi, dù đẳng cấp đang đau mắt nhưng mà vẫn cố gắng là đến vòng này là quá đỉnh này. Sao đẳng cấp? Cho em đây sao em? Rồi sao? Thì em thấy dòng này nhiều cái bình quá. Nhiều cái bình quá hả? Rồi yếu rồi, nghe cái giọng này chắc không ổn rồi, không ổn em. Em là thèm chè lắm, giờ chắc nhìn chè anh nổi luôn. Chắc nhìn chè anh nổi luôn. Vậy là 1 tháng mình đỡ tốn tiền mua chè ăn đúng không Đẳng? Quá chán không chị? Cố lên em. 1 tháng dồn lại ngày, 1 tháng mình có thể. Bình thường là với sức ăn của Đẳng là phải ăn cỡ 3 tô chè nha các bạn. Chứ cái này là còn khá là ít nha các bạn. Thì nãy giờ 3 tô chắc là Đẳng sẽ xin thêm 3 tô ăn chè nha các bạn. Đó, Đẳng sẽ xin thêm 3 tô. Các bạn biết không? Chè ở đây người ta rất là sáng tạo luôn nha các bạn, có thể biết từ tất cả loại trái cây. Biết chị nãy mình bỏ mình bán cái thanh long cho mấy thanh niên này ăn để cho mấy thanh niên này có sức khỏe nha các bạn. Thôi vô, tới ơi. Nữa không kìa. Cho xin cái phễu, cho xin mượn cái phễu đi. Thí sinh này không ổn rồi các bạn ơi. Húp. Tìm lúc rút hả? Em rút dữ lắm rồi. Ôi, thí sinh nhà nhau đâu các bạn. Không phải là mình điếu. Tại sao? Tại vì mình nhon. Đúng chưa? Đúng. Không ai nói gì luôn á. Anh em gán nó lại làm cho đẹp. Giọng anh em của tôi quá. Tôi thất vọng vì nhận áo của tôi quá. Vâng, trận đấu của chúng ta đã đến tới phút bao nhiêu rồi chị? Phút thứ 4. Phút thứ 4, anh Đẳng Cấp đã ăn được hết cái tô chè rồi, chỉ còn húp nước nữa mà thôi. Nhưng không biết Đẳng Cấp có thể húp được cái tô nước nó hoàn thành hay không? Mặc dù là hôm nay anh ta đang bị đau mắt đỏ nhưng mà anh ta vẫn có thể húp nước được. Tại vì anh ta ăn bằng miệng. Mắt phế mà bụng không phế nha các bạn. Cố lên. Ơi bọt cuồng đi. Thôi xong rồi. Cố lên. Làm đi nào. Em làm đi. Anh nào sẽ lấy cái giải này là bao em đi ăn. Anh làm đi. Thì em tin tưởng. Hồi qua thôi thì ăn đang ăn rồi, mình thấy khá là đặc biệt nha bạn, như là tôi thấy cũng cần nha bạn. Hồi thường ở tay đang ngủ. Có cần em ngủ? Có cần cắt chân cong không? Cho xin cái phễu. Đừng giọng. Có khả năng là sau khi là kết thúc cuộc thi này là mấy thanh niên này sẽ bỏ bữa cơm chiều hoặc là bữa cơm tối luôn nha các bạn. Đó là tùy theo mức độ nặng nhẹ. Hỏi đừng có nuốt nè. Bây giờ trận đấu này chị bây giờ vậy, nếu mà 3 thằng nó cùng hôn một lúc á thì không có được. Bây giờ vậy, nếu mà ai ăn mà còn ít nhất thì là người đó chiến thắng. Vậy đi. Đúng không? Ok. Cũng được. Vậy đi. Quá, làm một cái hết luôn. Vậy đi. Ai còn ít nhất kìa, cố lên kìa. Cố lên nào. Cố lên. Anh nào cố lên. Cố lên. Những ánh mắt. Chỉ còn 5 phút 1 triệu 1. Những nụ cười ngọt. Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tất nhiên là Hòa Thượng rồi. Để đi nè. Thôi nè, giờ để yên cho bạn ăn. Ok. Ngủ quên trong sự chiến thắng hay không Hòa Thượng? Người ta ngủ quên trong sự chiến thắng, còn Hòa Thượng đang ngủ quên trong tô chè đúng không Hòa Thượng? Chị đánh đáo. Rồi nè, đừng lộn. Nào, gán đi. Ảo gần hết trong bình rồi. Còn có mấy miếng nữa không? Gán ăn mấy miếng bánh đó đi nào. Từ chiến thắng đây, Đẳng, Thi Hòa hay là anh Hảo đây, chúng ta cùng chờ xem trận đấu của cá là. Cố lên. 4 phút, 3 phút, 4 phút nữa nha. 3 phút nè. Có rồi. Trận đấu còn rất là kịch tính. Đang nhường cái 3 phút mà làm thì nữa. Ai sẽ là người chiến thắng đây, chỉ còn vài phút cuối cùng thôi. Còn 3 phút nữa. Cố lên. Nước. Tại sao vậy? Trời ơi, ngày anh em ăn chè đâu? Nước anh Hảo ăn chè của anh em đâu? Hảo nghe là em. Sức ăn chè của anh em đâu? Tại sao? Các bạn biết là mấy bánh này rất là Cái ơi, cái. Rồi. Xong rồi. Thôi này. Một phút bên đây. Ăn đi cả đứa kìa. Ăn đi. Ăn đi. Xong. Hết nổi rồi. Còn một phút cuối cùng thôi nha các bạn. Đã cấp cố lên. Rồi. Đại gia các bạn. Gần hết thời gian nha các bạn, chỉ còn lại một phút cuối cùng. Đây các bạn, thời gian đang cho qua các bạn. Rồi, qua đó đi rồi. Không bỏ qua luôn. Còn 30 giây cuối cùng nữa. 30 giây cuối cùng kìa. Liệu nếu như mà trận này là mà anh Hảo ăn hết thì anh Hảo sẽ xôi hô một vòng tiếp theo dưới đặng nha các bạn. Xem coi ai là người cuối cùng còn ăn nha các bạn. Cũng không đi, ngược mất trắng. Thế nào sẽ là người chiến thắng. Bây giờ ơi. 10 giây cuối cùng. Đây, 10 phút. Và người thắng cuộc là đẳng cấp. Như vậy người thắng cuộc là đẳng cấp nha bạn. Đây các bạn, đây chính là ông vua dạ dày của team nha các bạn. Ok, trao giải. Kết quả thì cũng đã biết rồi nha các bạn. Trao giải chứ không phải quýnh lộn thôi mày. Tại đây có kiến hơn nên nó đèn. Kết quả cũng đã biết rồi, người thắng cuộc. Trong cái thử thách, người cuối cùng còn ăn chè chính là đẳng cấp nha các bạn. Đẳng cấp nha các bạn. Đúng như cái tên. Nó muốn là tất cả anh em ở đây là khỏi trao giải cho nó các bạn. Tại vì muốn thì đàng hoàng này. Thì sao? Có cảm nhận gì khi mà thắng được thử thách này không? Lâu. Thì hôm nay chị Ngân tạo ra cái giải ao làng này rất là mừng. Thì cũng đang bị ốc đỏ cũng không gỡ được nhìn với cả anh em trong màu đen. Hỏi chứ hỏi chị thử thách này rất là vui, dễ đấy nè, dễ do là mình vừa hưởng mấy anh em này cho nên là mình thua nha. Còn thật chứ não sao khỏi hỏi nha. Thì mình cũng biết rồi, thua là thắng là thắng, thua thì buồn một chút, còn thắng thì vui, đúng chưa? Đúng rồi, đúng không? Thua thì mình làm lại có đâu các bạn. Qua đâu em? Quên, bọn thưởng thì nó đang bị mắc kẹt kìa các bạn ơi, các bạn hiểu rồi đó. Giờ chị trao giải cho nó đi chị, giải thưởng 1 triệu dành cho đẳng cấp. Thưởng 1 triệu dành cho đẳng cấp nha các bạn. Cảm ơn chị Ngân. Ở đây là nay mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video này hay á, nhớ cho mấy anh em một like nào, đừng đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em mình nha. Đồng thời đừng quên số ra phải của Kim Cương để file nó luôn cho kẻ tính chất lượng nha. Quan nhiều của mình nha các bạn. Ở dưới cái đường link subscribe phải nó có đường link subscribe các bạn nhấn vào đó ngoài câu lóc nha. Rồi bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.